Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai ngày 22 tháng 4 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch trưa nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại tiếp tục giảm khá mạnh với tỷ lệ giảm là 0,72%, đưa mức 2.374 USD trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ giảm nhẹ, giao dịch ở mức cao là 106,02 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ, giao dịch ở mức 64.800 USD trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ, giao dịch ở mức 4,653% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm nhẹ, đứng ở mức 82,86 USD trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Mặc dù quay đầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, nhưng theo nhận định của nhiều chuyên gia, với chỉ số tiêu dùng cá nhân tháng 4 hay gọi là PCE của Mỹ được công bố vào cuối tháng này sẽ là tác nhân khiến giá vàng thế giới phá vỡ tính ổn định hiện tại. Theo chuyên gia phân tích thị trường Evelyn Newman của Gannell Villacoin nhận định, chỉ số tiêu dùng tháng này nhiều khả năng giảm khiến cục dự trữ liên bang Mỹ Fed có kế hoạch cắt giảm lãi suất sớm hơn, kỳ vọng đó sẽ giúp giá vàng bứt phá mạnh và có thể tăng thêm 100 đô la Mỹ trên một ounce. Trong khi đó, theo ông Arsen Day, chủ tịch của Arsen Day Asset Management cho rằng giá vàng sẽ đi ngang trong thời gian tới khi mà các báo cáo số liệu kinh tế gần đây khiến thị trường ngày càng tin rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tiếp tục duy trì lãi suất ở mức 5,25 cho đến 5,5%. Ở một diễn biến khác, tác động đến giá vàng trong thời gian tới là sự suy yếu đi của đồng bạc xanh. Về mặt xu hướng của giá vàng, theo ông Evelyn Newman dự báo, vàng có thể tăng lên 2.500 đô la Mỹ trên một ounce hoặc là giảm xuống 2.200 đô la Mỹ trên một ounce, phụ thuộc vào diễn biến căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông. Trong tuần vừa qua, với 14 nhà phân tích phố Wall tham gia khảo sát của Kitco News, thì có 72% nhà phân tích dự đoán giá vàng tăng. Cạnh đó, thì cũng có đến 64% các nhà giao dịch bán lẻ dự đoán giá vàng tăng trong tuần này. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo, trong ngày hôm nay sẽ hoãn đấu thầu vàng miếng như dự kiến và sẽ triển khai sang 10 giờ sáng ngày mai thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2024. Nguyên nhân là do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định. Để tiếp tục thực hiện quyết liệt giải pháp đấu thầu bán vàng miếng SJC tăng cung ra thị trường, Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai đấu thầu vàng miếng sang ngày mai, 10 giờ ngày mai 23 tháng 4 và đã thông báo rộng rãi đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện để đăng ký dự thầu và đặt cọc ngay trong ngày hôm nay. Theo thông báo mới nhất đến từ Ngân hàng Nhà nước xin được gửi tới quý vị và các bạn. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay, nhìn chung mặt hàng vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn bố số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác đều được điều chỉnh giảm khá mạnh, mặc dù phiên đấu thầu chưa được diễn ra. Cụ thể như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn điều chỉnh giảm 1.500.000 đồng trên một lượng mua vào, 1.000.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Dynamic trên 3 thị trường Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng mua vào mức 80,50 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 83 triệu đồng trên một lượng. Tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji mua vào mức 80,15 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 82,75 triệu đồng trên một lượng, cũng giảm 1.500.000 đồng trên một lượng mua vào, 1.100.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG, niêm yết trên 2 thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có cùng mức giá, mua vào mức 80,30 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 82,80 triệu đồng trên một lượng, cũng giảm 1.500.000 đồng trên một lượng mua vào, 1.000.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Đà giảm này cũng được duy trì ở các hệ thống kinh doanh còn lại. Còn với mặt hàng vàng nhẫn bố số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, thời điểm này cũng điều chỉnh giảm mạnh. Với giá nhẫn bố số 9 từ 1 đến 5 chỉ của công ty này, mua vào mức 74,20 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,10 triệu đồng trên một lượng, giảm 600.000 đồng trên một lượng cho cả hai chiều. Nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 75.030.000, bán ra 76.730.000, giảm 230.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại mua vào mức 25.145 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.485 đồng trên đô la Mỹ, tăng thêm 12 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào chiều bán ra so với giá đóng cửa phiên cuối tuần vừa qua. Tỷ giá trung tâm sáng nay Ngân hàng Nhà nước cũng tiếp tục điều chỉnh tăng 12 đồng trên một đô la Mỹ so với phiên cuối tuần, niêm yết ở mức 24.272 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do tiếp tục tăng mạnh, tăng 90 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào, tăng 110 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra, mua vào mức 25.770 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.870 đồng trên 1 đô la Mỹ.
Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 8.050.000, bán ra 8.300.000, giảm 1.500.000 đồng trên một lượng mua vào, 1 triệu đồng trên một lượng bán ra, hay là giảm 150.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 100.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại bị đẩy lên mức 2.500.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng có cùng mức giá như SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8.015.000, bán ra 8.275.000, giảm 150.000 ở chiều mua, 110.000 ở chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 8.030.000, bán ra 8.280.000, giảm 150.000 ở chiều mua, 100.000 ở chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 8.030.000, bán ra 8.280.000, giảm 150.000 ở chiều mua, 100.000 ở chiều bán. Bảng Tín Minh Châu mua vào 8.035.000, bán ra 8.275.000, giảm 130.000 ở chiều mua vào, 95.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 8.110.000, bán ra 8.260.000, giảm 40.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8.120.000, bán ra 8.320.000, giảm 30.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Ngân hàng TB Gold mua vào 8.015.000, bán ra 8.275.000, giảm 150.000 ở chiều mua, 110.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 8.030.000, bán ra 8.282.000, giảm 150.000 ở chiều mua vào, 100.000 ở chiều bán ra. Tiếp theo là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, thời điểm này cũng được điều chỉnh giảm mạnh, giảm 1.500.000 đồng trên một lượng mua vào, 1 triệu đồng trên một lượng bán ra, hay là giảm 150.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 100.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều vào và chiều bán ra cũng bị đẩy lên mức 2.500.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 8.050.000, bán ra 8.300.000. SJC Huế, Miền Tây, Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8.050.000, bán ra 8.300.000. SJC Bạc Liêu, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8.050.000, bán ra 8.300.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại cũng được điều chỉnh giảm khá mạnh và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.420.000, bán ra 7.610.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 7.420.000, bán ra 7.620.000, giảm 60.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với hai loại vàng này. Vàng 4 số 9 mua vào 7.400.000, bán ra 7.530.000, giảm 70.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 24K mua vào 7.255.4 nghìn, bán ra 7.455.4 nghìn. Vàng 18K mua vào 5.413.1 nghìn, bán ra 5.663.1 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.155.4 nghìn, bán ra 4.405.4 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.905.3 nghìn, bán ra 3.155.3 nghìn. Nhẫn tròn bộ số 9 Hưng Thịnh Vượng tại Doji mua vào 7.485.000, bán ra 7.670.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.